tiền. Tiền của tôi các người cũng dám lấy? Chị Thiên à, cho em cơ hội đi, làm sao em không dám nữa. Chị cho tôi thời hạn 3 ngày, tôi trả hết 1 triệu đô la Mỹ cho chị, ngoài ra đưa thêm 300 ngàn cho chị. Hợp Long, 412 Trương Tinh. Hợp Long, Phải, hôm nay anh có mua gan heo sao? Là máu chảy đầy sàn, lau chết được. Đó không phải là máu heo, là máu người. Máu người? Là máu của Học Long. Học Long là ai? Người đó là một người bạn tôi không gặp 20 năm qua. Lúc nãy tôi đã đưa cậu ta tới bệnh viện. Cảnh sát lấy lời khai của tôi xong, quay lại camera, phát hiện là đụng xe bỏ chạy. Vậy ảnh không sao chứ? Ánh đèn leo lét chiếu vào tường, mưa phùn rào rạt bạc khung cửa. Tôi mệt rồi, cô đi đi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Ok, vậy anh cố gắng nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp. Nhớ uống canh đó. Bốn mười hai chương kinh. Bốn mười hai chương kinh. Bốn mười hai chương kinh. 40 con cừu, 41 con cừu, 42 con cừu, 103 con cừu. Giáo sư chưa? Giáo sư chưa? Dave đã trình bày xong rồi, anh có phản hồi gì không? Cách nói này của cậu về nguyên tắc thì không có vấn đề gì hết. Phương hướng cũng chính xác. Đây mới là Dave nè. Chính là cô Lily. Chính là gì tôi muốn hỏi cô Lily. Cô cảm thấy biểu hiện lúc nãy của Dave có phải giống như những gì tôi nói không? Phải hay không phải? Dạ phải. Thông minh, tọa tam vọng tứ, tốt. Vậy thì trong lão tàng du ký, từ hồi 15 cho tới hồi 17 Hoàng Hồn Hương kỳ án, có ai biết tình tiết của vụ này hay không? Chú Doanh Kiều. Chuyện kể con gái của họ Ngụy gả cho họ Giả, tiếc là chưa gì đã chết chồng, vốn dĩ đã rất khó khăn rồi. Nhưng trước đêm trung thu, sau khi cả nhà 13 người của họ Giả ăn bánh trung thu, chết rất ly kỳ. Giả Ngụy Thị bị nghi thông gian với người khác muốn chiếm đoạt tài sản của họ Giả nên tẩm độc trong bánh trung thu. Ngụy Lão Gia thấy con gái chịu hàm quan cho nên đã đưa tiền cho quan phủ lo lót. Ai ngờ bị cái gọi là quan thanh liêm cưng bật luôn miệng khẳng định con gái là chủ mưu, còn cha là đồng phạm. Nếu không lý nào lại đưa tiền cho quan phủ. Cuối cùng hai cha con họ bị đánh đập ép nhận cùng bị giam giữ. Cũng may có lão tàng giúp họ rửa sạch hàm quan. Vậy thì câu chuyện này giáo dục chúng ta. Người làm quan nhất định không thể cố chấp cứng đầu, võ đoán lạm quyền. Nếu không thì ba tánh sẽ chịu đựng khổ sở. Bề nổi quá đi. Mọi người nên biết á, lúc đó Cương Bật là một quan thanh liêm có tiếng, nhưng mà do suy nghĩ có phần hơi lệch lạc, cuối cùng đã đánh đập ép nhận. Cũng chứng minh một điều, nè, người tốt cũng làm chuyện xấu. Vậy tốt và xấu
đúng và sai lúc nào cũng là vấn đề của quan điểm và góc độ, mọi người có hiểu không? Dạ hiểu. Lớn tiếng chút đi. Dạ hiểu. Tốt. Lại tọa tam vọng tứ nữa. Vậy đi. Tới giờ rồi, nhanh lên đi. Giáo sư chưa? Không phải, trong lão tàng du ký có một hồi em không hiểu cho lắm. Thầy coi. 42. Alo. Alo, giáo sư Trương. Tôi là sếp Hoàng Tố, qua lấy lời khai của anh. Tôi muốn báo cho anh biết một tiếng, bạn của anh Thẩm Học Long cách đây một tiếng đã tuyên bố tử vong rồi. Nếu anh có nghĩ ra manh mối nào mới, cứ việc gọi cho chúng tôi. Ngoài ra anh có biết anh ta có bà con hay người thân nào hay không? Xin lỗi nha, tôi không rõ cho lắm. Tới giờ rồi vậy đi. Làm gì vậy? Sao lại ăn mặc như vậy? Lúc nãy với nhà đại giá mua được, có đẹp không? Ông không chơi bóng bầu dục, bắt chước người ta mặc đồ bầu dục gì chứ. Còn nữa, mặc bộ đồ có con số này sao? 42, có vấn đề gì chứ? 4 cộng 2 tức là bằng 6, đúng lúc là con số may mắn của tôi. May cái đầu ông á. Lúc nãy khi tới đây tôi đã nói với ông rồi, con số 42 này không ngừng xuất hiện trước mặt tôi, giống như là hồn ma đeo bám vậy đó. Ê, mới lúc nãy thôi, đúng ra đang ngủ ngon. Đã bị cục đó của ông á. Sau khi đụng suốt 42 lần, tôi liền không ngủ được nữa, còn có ghê không? Nè, thật ra hai con số 42 này thường xuyên xuất hiện bên cạnh chúng ta đó. Chẳng qua bình thường anh không để ý thôi. Cái này gọi là tiềm thức quấy nhiễu. Nói một cách đơn giản, chính là ảo giác do tiềm thức của anh tạo ra đó. Tôi thì thấy không phải đâu. Tôi thấy từ lúc trước khi Học Long chết nói với tôi 42 chương kinh gì đó cho tới nay á, mới xảy ra nông nổi này. Cũng không loại trừ có khả năng đó. Nhưng mà Kim à, anh có trải nghiệm không vui nào liên quan đến 42 chương kinh không vậy? Không, hoàn toàn không có ấn tượng. Bây giờ tình trạng mất ngủ của anh rất là nghiêm trọng. Tên tôi thêm một lần đi, làm trị liệu thôi miên cho anh thêm một lần nữa. Nữa sao? Lần trước đã làm rồi, hoàn toàn vô ích với tôi. Bây giờ tay trái của anh xuôi theo bóng bóng, không ngừng bay lên. Càng bay càng cao, càng bay càng cao. Rồi bây giờ bóng bóng dừng lại. Anh thử điều chỉnh lại hơi thở của anh đi. Xuôi theo mỗi lần hít vào thở ra của anh. Bắt đầu từ đỉnh đầu của anh đi, sau đó đến trán, chân mày, đôi mắt. Đúng rồi. Bây giờ anh thử suy nghĩ. Anh từng bước đi tới một nơi anh cảm thấy rất thoải mái, rất thư giãn, rất tự do. Rất thoải mái đi. Đó là chỗ nào vậy? Là một nơi đồng cỏ hoa thơm ngào ngạt, trời xanh mây trắng. Wow, đẹp lắm. Ây da, có chuyện gì vậy? Phân chim vô mắt của tôi rồi. Rác quá, vô toilet rửa cái đã. Hả? Em về rồi, ăn cơm được chưa? Thời gian vừa đúng luôn. Mau cạo râu đi. Yes. Món nào cũng rất ngon. Anh ba, bây giờ tay nghề của anh càng lúc càng giỏi. Chứ gì nữa, món này là đông cô thịt sợi chân cá mú. Với lại có món thịt chua ngọt mà em thích nhất mà. Với lại hôm nay tiệm có xá xíu heo lông đen, anh đã đích thân mình làm đó. Tiếp theo, có món canh sườn heo này, anh có thêm đường quy, kỷ tử, chắc chắn là rất ngon. Với lại có chút cải rổ nữa. Đừng có lô thôi nữa, nấu cơm là do anh nấu. Anh đã dùng loại gạo lứt và gạo tẻ ngon nhất để nấu đó. Dưỡng sinh là dưỡng nhan nữa. Cực khổ cả ngày, về tới nhà có thể ăn một bữa cơm gia đình ngon như vậy. Đúng là tỉnh dậy ăn no cơm hồng liên, chính là ngày lúa đường đông chín. Bản thân anh thì hiểu, anh sợ chú Vọng không hiểu thôi. Hay là em giải thích cho chú Vọng biết đi. Ăn cơm. Ăn cơm đi. Cuối cùng anh Lý cũng tìm được người mẹ thất lạc 40 năm. Một lần nữa gặp mặt, tình cảnh thực sự rất cảm động. Ha 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 ha
Anh không có gì chứ? Thật là 40 năm cũng tìm được. Anh tìm 37 năm rồi. Anh nghĩ... Không cần nghĩ. Bây giờ ba anh em chúng ta cùng chung sống với nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc mà, đúng không? Ba người chúng ta mới là vui nhất mà. Cơm đã ăn xong rồi, ai rửa chén đây? Như cũ đi. Nè, làm vậy chẳng phải nhảy thêm một bước sao? Điên quá, anh nhanh tay, em mắt mờ thôi. Không phải, anh ăn gian. Em à, em coi đi. Trai cò tranh nhau, người không được lợi. Nè, đừng nói em không nói, em còn thiếu một bước thôi. Vậy anh đi như vậy nè. Ê, nè, nhảy vô nhà anh làm gì? Chiêu này gọi là ngọc đá cùng tan, ôm nhau chết chung. Ai thèm ôm em chết chung chứ. À, cảm ơn anh bắt đầu trải đường cho em. Yes, ole 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 ole. Vậy tới lượt anh. Nè. À, kỹ thuật phạm quy. Thua hết, rửa chén đi. Thì không công bằng, em vừa nấu vừa phải rửa chén, đúng là bất công. Chẳng những vậy, bây giờ em còn phải lượm bi nữa đó. Sao hả, không phục sao? Sao không mau lượm chung đi? Nè, không phải là ai thắng không cần rửa chén hay sao? Có phải người một nhà không? Lượm chung đi. Anh lượm. Chú Đạt, tụi con đi ăn cơm nha, cực thân chú quá. Không thành vấn đề, giao cho chú đi. Cảm ơn nhiều. Nè, hay là chúng ta đi uống trà đi. Hay lắm. Không được, em có hẹn rồi. Phải á? Hẹn gì chứ, kêu người đó đi chung luôn đi. Không phải, là đám bạn trong hội ngắm sao, không hợp với hai người đâu. Được rồi, em đi nha. Phải á? Thiệt tình, giờ này không biết nó làm gì nữa, bí ẩn vô cùng. Hôm qua anh thấy nó đứng ở ngõ sau nói chuyện điện thoại với người ta nữa đó. Vậy sao? Khoan đã, không lẽ anh có bạn gái? Điên khùng. Nè, lại đau nửa đầu nữa sao? Anh không có mang theo thuốc. Nhìn đi Bảo, người hãy cẩn thận đó. Lại thi gã ru sồn đó nữa. Có nghĩa là mỗi lần cô đau nửa đầu á, trong đầu cô được xuất hiện một gã râu xồm mặc áo quan triều thanh sao? Lần nào cũng nhìn thấy. Có xảy ra chuyện gì không? Lần trước gã râu xồm đó bị người ta giam, sau đó đánh nhau với người ta, kêu cứu thất thanh. Qua hôm sau thì tôi bị kẹt thang, kêu tới rách quả họng mới có người tới cứu. Hình ảnh cô nhìn thấy có nghĩa là cô sẽ gặp nguy hiểm. Lần này tôi thấy gã râu xồm đó bị mười mấy người bao vây. Có nghĩa là cô sẽ gặp cảnh tương tự. Chị Thiên à, đủ số rồi, chị đếm lại đi. Nếu không có gì đặc biệt, em đi trước nha. Chị Thiên, có phải có chuyện gì cần dặn dò không? Tôi ghét nhất người ta gạt tôi. Cô có biết những người muốn trục lợi trên người tôi sẽ có kết cục gì không? Được mà chị Thiên, cho em cơ hội đi, không có lần sau đâu. Chắc chắn không có lần sau mà. Đừng bắn chân nữa. Lôi hắn vô trong. Má thuốc đỏ đi. Dạ Thiên.
tiền của chị Thiên cũng dám ăn cắp. Đáng đời hắn lắm. Vậy còn cô? Em đưa chị 1 triệu, em kiếm thêm 300 ngàn cho chị rồi, không thiếu một xu nào. Cô kiếm được 400 ngàn mà, ở đây chỉ có 300 ngàn. Cô nghĩ có thiếu hay không? Quả nhiên chuyện gì cũng không thể giấu chị. Phải, em rất đáng ghét. Em chưa được sự đồng ý của chị Thiên đã rút 100 ngàn của chị. Nhưng mà chị yên tâm, bây giờ em lập tức về nhà lấy. Đừng yên đó. Chỗ này, cộng thêm số tiền ở nhà cô, tôi coi như cho cô 1 triệu rồi. Chị Thiên à, em không cần tiền xài, chị đem cất đi ha. Tiền này không phải cho cô xài, cho cô đầu tư giùm tôi. Hả? Cô chơi cổ phiếu giỏi như vậy, tôi quyết định đầu tư cho cô. Đòi hỏi của tôi không cao, trong vòng 1 tuần, 300 ngàn tiền Hồng Kông dư ra, coi như của cô. Chị Thiên à, thị trường cổ phiếu có lên có xuống, đâu có chuyện lời chắc chứ. Tiền thì tôi đưa cho cô rồi, giữ kỹ đi nha, nhớ nộp tiền đúng hẹn đó. Nếu không, tôi giết cả nhà cô. Đi. Ủa con, về rồi hả? Nè, bà cứ kêu pizza, chuẩn bị ăn mừng với con đó. Lần này chết chắc rồi. Con làm gì vậy chứ? Số tiền của chị Thiên đã giải quyết rồi, còn lại 100.000 đô la Mỹ đủ cho chúng ta ăn từ từ rồi. 100.000 đô la Mỹ? Ờ. Cộng thêm 300.000 này tổng cộng là 1 triệu tiền Hồng Kông. Chà, con lại lượm được tiền sao? Bà thương con lắm đó. Bà, trên đời này có cách nào chơi cổ phiếu thắng chắc không? Có, tham lam thua tiền thắng, thua máu không thua tiền, người đi truyền máu, giết người không nổi gió đó. Được rồi, tranh thủ rời khỏi chứ gì. Biết rồi sao còn hỏi. Còn tem thư, có kinh doanh được không? Không. Tiền tệ? Không. Rượu giác? Cũng không. Nhưng bà biết có một thứ có thể kinh doanh được. Là gì? Trứng đó. Lần này con và ba nhất định chết chắc rồi. Điên khùng, con biết con nói cái gì. Được rồi, bà làm chương trình cái đã, con tự ăn pizza đi. Hello, mến chào các bạn. Lại là người tình toán học này, bà Piro nói chuyện với các bạn. Với con số học chính xác và lý luận khoa học, giải đáp vấn đề về tình cảm với các bạn đây. Wow. Trời ơi. Nhìn kìa. Chị Mon à, tất cả chúng tôi đều thắng lớn, cô hút được bao nhiêu? Khoảng 100 mấy ngàn vậy thôi. Sao mặt mày vẫn còn chù ụ vậy? Con còn nhỏ nên biết thỏa mãn. Chuyện của con nói ra gì cũng không hiểu đâu. Vậy cũng phải, con không nói gì không hiểu, con nói ra gì có thể cùng con giải quyết. Phải đó chị Mon, dạo này thấy con y như con chó chết vậy. Thật ra là chuyện gì hả? Thì đó, thất tình hả? Tóm lại là rắc rối lắm. Cần gì lo chứ, nếu không phải đàn ông thì là tiền bạc, con thuộc nhóm nào? Phải, nè chị Mon, đây là chút tấm lòng của tất cả mọi người ở đây, một bao lì xì nhỏ, mau nhận đi. Nhận đi. Thôi được, con sẽ nhận, coi như tiền phúng điếu. Hả? Tiền quỷ. Nè, sao rồi, tính tốt tới đâu rồi? Tính tổng cộng lại chúng ta còn thiếu 90 ngàn mới đủ đó. Hả? Ngày mà chúng ta phải nộp tiền cho chị Thiên rồi, tính làm sao đây chứ? Con làm sao biết? Bà, hay là thử tìm cách đi. Có một tin mừng và một tin buồn, muốn nghe tin nào trước? Tin mừng trước. Tin mừng chính là bà quen một người bạn là báo, thì ra người đó nói đăng báo các đứa quan hệ cha con với con rất đơn giản, còn giảm hơn 1% cho ba đứa, con nghĩ sao? Tình hình bây giờ như vậy bà còn nói những chuyện đó? Nói đùa thôi mà. Vậy còn tin buồn? Tin buồn là thì ra bà còn hơn 50.000 quỹ tiền riêng có thể mang ra trả nợ giùm cho con. Vậy hả? Nhưng mà con còn thiếu hơn 40.000. Thiếu mấy chục ngàn thôi, có thể tính được mà. Nè, với tạng nói của con, trí thông minh của ba, đến lúc đó nhất định có thể giải quyết được. Chị Thiên. Siêu điên. Chị Thiên. 2 tháng trước tôi kêu cậu đòi nợ giùm tôi,
Hiếu 10.000 chưa đủ số. Chuyện hoài tháng trước làm sao mà em nhớ được chứ. Lại bắn chân. Lôi hắn vô trong xịt thuốc đỏ đi. Còn hai người lại thiếu bao nhiêu nữa? 10.000 một phát, bắn chỗ nào tự chọn đi. Ba, trí thông minh của ba đâu rồi? Bây giờ ba chỉ thấy mắt quá thù. Sao hả? Hai người không chọn, tôi chọn giùm. Chị Thiên. Sao hả? Hai giấy đại nhạc hội đó sao rồi? Xin lỗi chị Thiên, thì ra nhóm nhạc hàng BBT fan của họ điên dữ lắm đó chị Thiên. Đại nhạc hội vừa mở bán thôi thì đám fan lập tức càn quét hết. Em đã kêu các anh em tung ra đi mua giấy Chợ Đen luôn rồi, nhưng mà họ cũng nói là vô phương. Có nhầm lẫn không? Có hai vé đại nhạc hội mà cũng không mua được. Ăn cái muỗng này cho tôi. Đừng mà. Lần trước em ăn cộng sườn thôi, sau đó suốt 2 tuần cũng không thể thải ra được đó chị Thiên. Chị Thiên, hai vé đại nhạc hội đó cứ để em lăn. Thật hay giả đây? Nhưng mà em có một điều kiện, 300.000 đó chị cho em thêm 1 tuần nữa được không? Được. 3 ngày. Trong vòng 3 ngày cô không giải quyết được hai vé đại nhạc hội đó, cô sẽ được ăn nguyên tá muỗng. Đi. Nè, nói gì thì nói, con đi đâu kiếm được 2 tấm vé đó? Ai mà biết, tình hình lúc nãy như vậy, con ráng vượt qua trước thôi. Đó. Nè, ba. Hả? BBT đó là ai vậy hả? Chưa nghe bao giờ. Không phải chứ, là nhóm nhạc hàng nổi tiếng nhất đó. Mừng là họ tới Hồng Kông biểu diễn, vé để lên 200 ngàn một vé cũng không có ai bán. Ghê vậy sao? Hai vé cộng lại 400 ngàn rồi. Hèn chi chị Thiên lại nói là được. Lần này xác định phải ăn muỗng rồi. Có cơm ăn chưa vậy? Về rồi hả? Anh ba đâu? Vừa xong việc đó, ba chân bốn cẳng chạy đi rồi không biết đi đâu nữa. Ăn mì ly đi. Anh ba mà, cơm cũng không nấu, hiếm thấy lắm. Không lẽ là người đàn bà đó? Đàn bà nào vậy? Hai hôm trước em thấy ảnh đi chung với một người phụ nữ nước ngoài y như tình nhân vậy. Nhưng em sợ ảnh khó xử không vạch mặt ảnh. Nó không biết tiếng Anh, sao quen được với người nước ngoài chứ? Em cũng thấy lạ lắm. Nhìn kỹ người phụ nữ đó còn có tuổi nữa. À, anh ba thích chững chạc. Kinh tởm vậy. Nè, ăn cơm chưa vậy? Em có mua thêm xá xíu vậy nè. Nè, em bắt đầu nổi khẩu vị từ khi nào vậy? Trước giờ em luôn thích xá xíu mà. Chẳng qua không phải do em tự làm thôi. Không phải nói xá xíu đâu. Ý của anh hỏi em á, em bắt đầu thích phụ nữ và người nước ngoài từ hồi nào? Em không biết nói gì nữa. Nè, hôm đó em đi ngang tiệm cà phê, thấy anh ngồi chung với một người phụ nữ ngồi sát vô cùng, phải? Hai người nhầm lẫn rồi. Thực ra đó là má của người bạn trong hội chiêm tinh tên Daisy. Cả hai tình cờ gặp mặt nên mới ngồi xuống uống ly cà phê thôi, có gì lạ đâu chứ. Nè, em có bạn không hẹn đi hẹn má của người ta, có phải là em nói dối không? Sao em phải gạt anh chứ? Nè, hai người không ăn á, em ăn mình à. Em ăn mà. Anh cũng ăn. Nhanh lên đi. Lâu quá trời. Mọi người đừng nói quá, xếp hàng đi, nhanh lắm. Cảm ơn nha. Em vừa đi vắng, mọi người liền làm không kịp. Anh ba đâu? Đừng nhắc nữa. Cái gã này á, tới trễ thì về sớm. Hai hôm trước còn mượn tiền của chú nữa đó. Lúc anh kêu nó tính sổ á, phát hiện sổ sách không đúng, anh nghi ngờ nó đã lấy tiền đi xài đó. Không thể nào, anh ba không phải hạng người đó đâu. Cô không thể nói như vậy được. Cậu Lực đã nói hết cho chú biết rồi. Tình yêu có thể làm người ta mù quáng. Có khi nào cậu ta đang bị gạt mà cũng không có biết. Nói tới lừa tình á, trong Dạ Vũ Thu Đăng Lục này có một bài Châu Giang Hoa Phản, cũng có thể nói là kinh điển. Không biết đối với mọi người mà nói có gợi ý gì hay không. Một lão đồng trinh nam tự nhận là giữ thân như ngọc, ai ngờ bước lên thuyền qua thì gặp một người đẹp. Người ta nói cái gì cũng tin như là thật đó. Quen không được bao lâu, đi cùng người ta đi dạo giang tô, đến cuối cùng đương nhiên bị người ta lừa hết tiền. Đó là do ông ta tự chuốc lấy thôi. Tức cười nhất là ông tưởng đâu chiếc thuyền đã đi được 1 năm thì ra luôn cả Quảng Đông cũng chưa ra khỏi. Người đàn ông đó cứ đắm chìm trong vòng tay người đẹp, đến nỗi tiêu hết ngàn vàng cũng chỉ được công cốc. Cho nên mới nói đàn ông dễ gạt nhất, nhất là những lão đồng trinh, luôn cả tay của phụ nữ cũng chưa từng nắm. Nói rất hay. Bởi vậy trời có thể đo, đất có thể lường,
chỉ có lòng người là không thể phòng. Chỉ thấy lòng thành đỏ như máu, nào ngờ giả dối tựa tiếng tiêu. Cũng như câu lòng người khó đoán, trung ngoại xưa nay tất cả trò lừa, thật ra cũng không khác cho lắm. Mỹ nhân kế trước sau cũng có người trung kế, cho nên tất cả nam giới có mặt ở đây cố gắng bảo vệ bản thân. Anh hai, thuốc an thần đâu? Nè, có khi nào hơi quá đáng không? Vậy anh ba cần lắm. À, hả? Sao nhiều quá vậy? Anh ba, sao về sớm vậy? Gì vậy? 11 giờ rồi mà em còn nói sớm sao? Em có nấu canh, uống canh đi. Anh không uống đâu, thiệt tình buồn ngủ lắm. Nhưng em nấu cho anh mà, anh uống đi. Ngày mai anh còn phải... Anh uống đi. Trời ơi. Mạnh tay vậy? Không mạnh tay sao nó bất tỉnh được hả? Nhận dạng khuôn mặt nè. Xong rồi. Wow, có nhiều biểu tượng trái tim vậy, biết lấy lòng người lắm. Còn có giấy sơn giống tình tiết trong Chiêu Giang Qua Phản. Qua Phản gì chứ? Chiêu Giang Qua Phản. Hai người đánh tôi, còn lấy điện thoại của tôi nữa. Hai người đúng là bị lỗi lắm. Trời ơi, đừng giận nữa, mọi người chỉ lo cho anh thôi. Thì đó, ai kêu em gạt mọi người làm gì? Em gạt mọi người cái gì chứ? Còn nói không có hả? Em cuồng yêu mẹ, cuồng yêu già, thích gái già, quen toàn những bà lão lụm khụm cùng với người ta trâu già gặm cỏ non nữa đó. Anh nói gì vậy hả? Anh tìm khúc gỗ đánh em mới được. Hai người không cần nhiều chuyện như vậy đâu. Chết đi được mà. Lại nữa sao? Đừng đánh nữa, em trở mặt đó nha. Vậy anh nói đi, có phải anh mê gái già không? Đương nhiên không phải, đó là má ruột của anh đó. Má của em sao? Nè, em đứng thấy bà Đồng thì nhận làm má của em nha. Thật hay giả vậy? Nè, thật hơn bao giờ hết đó. Tháng trước em lên mạng tìm người thân, thử tìm ba má của em, ai ngờ đúng là có người tìm được giùm em. Em mừng lắm á, mừng đến nỗi nằm mơ cũng cười thành tiếng luôn. Khoan đã, có khi nào anh bị gạt không? Đương nhiên là không rồi. Anh và má anh cái gì cũng rất giống. Phải, cả hai người uống cà phê đều không thêm đường, không thêm sữa. Với lại cả hai ăn mì kéo đều không ăn hành, ăn bún gạo cũng nhất định kêu nước dùng không cay lắm. Má như vậy, anh cũng như vậy. Sở thích của hai má con đều hoàn toàn y chang nhau á, thiệt mà không nói sai đâu. Tự nhiên tìm được má hả? Kỳ diệu vậy sao? Anh cũng cảm thấy kỳ diệu sao? Em muốn hỏi á, hai người có mừng cho em không vậy? Có. Sao từ đầu anh không nói cho mọi người biết? Anh cũng không biết phải làm sao nói với hai người. Thật ra má anh muốn đưa anh về quê ở một thời gian, nhưng mà anh không muốn xa hai người. Hai người cảm thấy nên đi hay không nên? Nếu như anh thật sự tìm được má ruột của anh, anh ba, em ủng hộ anh. Hả? Nếu nó đi rồi thì ba anh em mình sẽ không thể sống với nhau nữa rồi. Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà má kêu em vài hôm nữa phải đi, em cũng không biết tính sao. Vài hôm nữa gấp vậy sao? Quê của em ở đâu? Họ là người Đức, quê của em ở Hamburg. Xa vậy? Nhưng luôn cả tiếng Anh anh cũng không biết mà. Người ta nói tiếng Đức khó học lắm. Phải, cho nên em đã lén lút chạy đi học tiếng Đức. Em sẽ trả lại số tiền đó cho tiệm. Đúng là đáng ghét mà. Ăn cắp tiền của tiệm đi học tiếng Đức hả? Bà ra chứ. Không dám nói bà là con chung vậy. Không phải, ý của câu đó là bất ngờ đó, bất ngờ. Vậy sao? Phải. Xin lỗi. Nếu bên đó thật sự sống tốt, em đón luôn hai người qua bển được không? Chạm dây sao? Qua đó làm gì? Má em có một trại gia súc ở bên đó, hai nông trại. Chúng ta có thể nuôi heo lông đen, sau đó thì mở dịch vụ trọn gói, có được không? Kiều em thấy sao? Được, về nhà mới nói đi. Tính sau. Ê, thật sao? Heo của Đức ngon lắm á. Em thấy rồi, em lên mạng thấy rồi á. Ừ,
người đẹp. Một giá một tôi bỏ 80.000 mua lại vé của cô. Đi quá à, 800.000 tôi cũng không bán. Gì không? Ủa, chị Món nè, con cũng là fan của BBT này sao? Dì có hai vé không? Dùng để cứu Nguyên. Dì chỉ có một vé thôi. Hai người bạn của dì cũng chỉ tới đây coi có thể tìm người trả vé không. Nè nè, làm gì vậy? Không phải nói đùa đâu. Thì tình con phải kiếm bằng được hai vé. Nếu không, con và ba nhất định sẽ chết chắc. Dì có cách không? Con cầm vé này trước đi. Cảm ơn dì Hồng. Nhưng mà con còn thiếu một vé. Dì kiếm thêm một vé cho con. Con hỏi hết vé chợ đen rồi, họ không còn một vé nào hết, dì làm sao kiếm? Dì lén nói cho con biết, lúc trước dì làm móc túi mà, lấy một vé cho con là được rồi. Ăn cắp không hay cho lắm, người ta báo cảnh sát chúng ta chạy không thoát đâu. Hay là vậy đi, dì cấp thẻ nhân viên giúp con đi ha, con có thể vô cửa là được. Cũng được, lên được. Cảm ơn dì Hồng. Mới đó đã xong. Cô à, cô phải cô quen người này không? Lúc nãy có người nhìn thấy cô nói chuyện với người này. Người này đang tội ăn cắp đó. Tôi nghi ngờ hai người là đồng bọn. Có nói chuyện thì quen sao? Thiếu gì người từng nói chuyện với người này. Sếp à, ai biết người này? Lúc nãy chỉ hỏi đường thôi. Ai mà biết bà ta? Bà ta hỏi đường thôi. Đi. Tính sao đây? Tối nay show của BBT là đêm cuối cùng rồi. Nếu chúng ta không tìm được vé, thiệt tình bỏ trốn cũng không xong đó. Con cũng biết, nhưng mà lần này thật sự không thể nào giải quyết được. Xin chào. Dì Hồng, sao dì về nhanh vậy? Trời, mấy cái còng đó dì coi như là bánh con bướm. Tối qua trước khi lên xe cảnh sát dì tháo mất rồi. Cao thủ, đúng là cao thủ. Nhưng bây giờ thói ẩn bao năm nay tay chân chậm chạp, xém chút bị đám cảnh sát bắt rồi. Nhớ năm xưa khi dì còn là con gái, chưa bao giờ bị bắt giữ. Trên giang hồ ai cũng gọi dì là tước hậu, danh tước hoàng hậu. Đúng là thích kính, thích kính. Lúc trước ở trong nhà bị mất nhiều đồ, không lẽ là nhất thời ngứa tay thôi. Xin lỗi. Nè, những thứ này đều lấy ở đây, trả hết cho mọi người. Thiếu một trái hồng phú quý của anh. Nè chị Mon, yên tâm đi, tối nay dì sẽ ăn cắp cho con. Không cần đâu, con tự tìm cách được rồi. Show đó đắt tới cháy hàng, con có cách nào mua? Hai người nói cái gì vậy? Thì đại nhạc hội của BBT đó. Cô muốn coi sao? Tôi có vé nè. Bà có vé? Mấy vé vậy? Hai vé. Sao bà lại có vé? Của bệnh nhân tặng cho con tôi. Thật ra ồn muốn chết rồi. Tôi cũng không muốn đi coi cho lắm. Con muốn coi thì cứ lấy đi đi. Hay lắm. Vậy bây giờ vé ở đâu? Vé ở chỗ con tôi, nó đang đi làm. Để nó tăng sở tôi sẽ lấy cho cô. Thôi đi, bây giờ bức bách vô cùng. Chúng ta đi tìm con bà đi. Bình tĩnh nè, ngồi yên đi. Đã nói là ngồi không chức rồi mà. Không giữ được người này, mau tới phụ đi. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi mà. Bình tĩnh nghiêm trọng lắm, không chức không được. Tôi đã nói là tôi không chức rồi mà. Bình tĩnh đi, ngồi yên đi. Trời ơi, ngồi yên đi. Bình tĩnh. Anh bình tĩnh đi, anh Khang đâu? Bị anh đấm một cái, ngất xỉu đằng kia rồi. Thả tôi ra. Xong rồi. Hay quá. Cảm ơn nhiều. Đó là con của bà sao? Làm việc đi. Cảm ơn nhiều. Không có gì, có sợ không? Không sợ. Mền quá đi. Má, vé này khó lấy được lắm. Má chắc chắn đưa cho người này sao? Má biết là con hiếu thảo, muốn làm cho má vui. Nhưng chị Mon á, thật sự rất cần số vé này. Con còn nhớ má từng dạy con, giúp người là gốc của niềm vui hay không? Phải đó, tôi nhất định trả ơn cho anh. Cho dù dâng hiến tấm thân. Không phải, đại ơn đại đức của anh suốt đời không quên. Con à, ngoan, nghe lời đi. Coi như làm việc thiện tích phúc cho má đi con, được không? Cảm ơn nhiều. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô để tôi biết cô lấy vé đi bán,
tôi nhất định không tha cho cô. Yên tâm đi, cho dù lừa con chó con mèo cũng không lừa anh. Anh tên là Bé Kha hả? Anh đúng là cha mẹ thứ hai của tôi, ân nhân cứu mạng. Không cần gọi thân mật như vậy, gọi tôi là anh Kha đi. Ma, con quay về làm việc cái đã. Con đã tính tiền ly nước của má rồi, còn ly cô tự trả đi. Bye bye, tôi tên là Mon. Sao thua xa loại anh ba làm vậy? Đành chịu thôi, nó không có ở đây mà. Nó sẽ không ở đây một thời gian, em ráng chịu chút đi. Wow, mặn quá đi. Canh sườn heo này chỉ có cái cay. Còn rau câu mà anh ba làm không? Hay là về chơi cờ nhảy và ăn rau câu đi? Hết rau câu rồi, uống lon bia cầm chân trước đi. Chơi cờ nhảy xong anh xuống dưới mua cho. Nè, chơi đi, chơi đi. Người chơi cờ nhảy không vui chút nào. Anh cũng nghĩ vậy. Hay là anh kêu nó được của Địa Đức nữa? Không được, khó khăn lắm má con ảnh mới đoàn tụ, chúng ta không thể ích kỷ như vậy. Vậy cũng phải, chúng ta cần phải mừng cho nó mới đúng. Không biết ảnh đang làm gì nữa. Gọi cho nó thì biết ngay thôi. Là tiếng Anh đó. Lần này nhất định nghiêm trọng rồi. Còn có địa chỉ nữa. Nè Hưng, nè, cậu làm sao vậy? Nếu còn diễn cái mặt đau khổ, sao nó nói bổn vương không sợ các người đâu? Đơn giản như vậy mà làm không được sao? Có chết tôi cũng không đóng phim cấp 3 cho mấy người. Hợp đồng đã ký hết rồi, không đến được anh nói không quay. Anh đóng đàng hoàng giùm đi, đừng có làm phiền mọi người nghỉ ngơi, có được không vậy? Đáng ghét, ai mở cửa vậy? Kêu anh hai mau tới cứu em đi, họ ép em đóng phim cấp 3 đó. Thả người. Cô nói thả thì thả sao? Đuổi bọn chúng ra ngoài cho tôi. Nè, các người không thể đi được, tôi gửi cái hợp đồng rồi. Ôi, đau, đau. Anh đừng mạnh tay quá mà. Người ta đau chứ bộ. Đừng có động đậy nữa, đồ ngu. Đau chết cũng đáng lắm mà. Em thảm như vậy rồi mà anh còn chửi. Anh chửi cho em tỉnh lại thôi. Mấy chục tuổi đầu cũng bị người ta lừa đi đóng phim cấp 3. Em chính là người đầu tiên đó. Anh cũng kỳ nữa. Sao lại tin người phụ nữ đó? Kêu anh đi xét nghiệm ADN, anh không nghe. Tiền này không thể tiết kiệm được. Anh rất muốn gặp lại má của anh. Ai ngờ con người bây giờ tệ vậy. Anh đừng vậy mà. Ba anh em chúng ta chung một lòng. Cho dù tìm được người thân thì sao chứ, cũng không thân bằng chúng ta phải không? Chúng ta là thân nhất đó. Đau, đau. Phải, chúng ta là thân nhất. Ra đi. Làm yên đi. Điều, bà đã đi rồi. Con cũng biết bà sợ nhất là thấy con rơi nước mắt mà. Có một chút thì thôi đi, đừng có nên đau lòng quá. Cả đời ba vui nhất là nhận nuôi ba đứa con. Nhưng mà hai thằng đần độn đó đúng là không có đáng tin. Sau này con nhớ phải quản lý tiệm thịt. Thật ra bà có một chuyện đã giấu con lâu rồi, trong lòng cứ cảm thấy rầy rứt. Bà suy đi nghĩ lại, không lý nào mang cái chuyện này vào quan tài. Kiều, con có người anh ruột tên là Ngạo Doanh Phong. Lúc con mới 10 tuổi, nó từng tới tiệm thịt tìm con đó. Nhưng bà không cho nó tiếp cận con.
bởi vì bà sợ sau khi con nhận lại nó sẽ dẫn con đi.